Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu về phần 3 của bộ phim Vĩnh Sinh có tựa đề Tráng Khí Sơn Hà. Để mọi người hiểu rõ hơn về nội dung, mình sẽ để link phần 1 và phần 2 bên dưới phần bình luận. Sau khi thí luyện chiến trường Thiên Ma kết thúc, Phương Hàn và Hoa Thiên Đồ thiết lập hẹn ước sinh tử 10 năm. Phương Hàn sau đó đến cảm tạ ơn cứu mạng của Thành Tuyết. Sự tiến bộ vượt bậc của Phương Hàn làm Thành Tuyết nghi ngờ cậu sở hữu sao phục Hoàng Tuyền Đồ, nhưng cô không muốn quản bí mật của người khác. Ngoài ra, Thanh Tuyết còn cho rằng hẹn ước 10 năm của Phương Hàn là làm càn. Hoa Thiên Đồ từng xông vào động phủ tiên nhân và đạt được y bát đạo thống của bản vũ tiên tôn thượng cổ. Hắn tu luyện bản vũ đại lực thần thông và chuẩn bị bước vào trường sinh bí cảnh. Phương Hàn có suy nghĩ riêng, cậu từ nhỏ đã bị ức hiếp. Hơn nữa, trải qua mấy lần nạn sinh tử nên thà chết trên con đường theo đuổi sức mạnh và tôn nghiêm thay vì sống tạm trong trầm mặc. Cuối cùng, Thành Tuyết cho biết Vũ Hóa Môn sắp tổ chức Sơn Hà Bảng. Phần thưởng cho người đứng đầu là một viên âm dương vạn thọ đan. Đây cũng là bước đầu tiên cho hẹn ước 10 năm của Phương Hàn. Trước khi vào tiểu tiên giới tu luyện, Thành Tuyết cho phép Phương Hàn tùy ý sử dụng tài nguyên trong từ điện phòng. Phương Hàn sau đó đến viện truyền công nghe Già Lam giảng dạy về thiên địa hạo nhiên khí. Bên trong giao phục Hoàng Tuyền Đồ, Diêm đang vận dụng Hoàng Tuyền bí pháp thao túng 5 con phi thiên dạ xoa để hình thành Tu La Cổ. Nếu luyện hóa hợp nhất Tu La Cổ với phi kiếm sẽ trở thành con rối ma kiếm. Một khi Phương Hàn nhỏ máu tế luyện, cậu sẽ tự do điều khiển. Nhận thấy tu vi Phương Hàn đang đứng trước bình cảnh, Diêm muốn dẫn cậu xuống thế giới dưới đất để rèn luyện. Ở đó, ngoài hấp thu ma vật cho luyện đan, Phương Hàn còn có thể hái pháp tinh ngọc thạch để phụ trợ tu luyện tinh thần. Sau khi buổi học kết thúc, Phương Hàn ra về thì chạm mặt hạng 3 Sơn Hà Bảng Diệp Nam Thiên và Thành Vì. Diệp Nam Thiên liên tục chế nhạo, dáng vẻ Phương Hàn bị đánh nằm dạp trên mặt đất trong chiến trường Thiên Ma. Nhẫn nhịn lại uất ức, Phương Hàn tuyên bố, ta sẽ đợi ngươi trên Sơn Hà Bảng. Để lấy lòng Thành Vì, Diệp Nam Thiên hứa sẽ khiến Phương Hàn thân tử đạo tiêu. Ngoài ra, Diệp Nam Thiên còn muốn dẫn theo Thành Vì đến chỗ Vạn La xin pháp bảo. Ngay khi Thành Vì rời đi, Diệp Nam Thiên lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn gọi Nhĩ Thông và Mộc Minh đi theo dõi hành động của Phương Hàn, đồng thời ban thưởng 40 viên tinh nguyên đan cùng lời hứa sẽ tặng mỗi người một món pháp bảo. Lúc sau, Phương Hàn được Hạc Tiên Tử đưa tới lối vào của thế giới dưới lòng đất. Bên dưới là một khu vực ẩm thấp u ám, lách qua một cánh cổng hẹp. Phương Hàn đụng đổ huyết lang vực sâu. Phương Hàn với sự giúp sức của con rối nên nhanh chóng giải quyết được những con huyết lang có mặt. Huyết tinh ngưng tụ trên đầu huyết lang là nguyên liệu tốt để luyện chế đan dược. Đám huyết lang đến ngày càng đông, điều này vô tình tạo cơ hội cho con rối một mẻ xử lý toàn bộ. Hành động trước đó của Diệp Nam Thiên đã lọt vào tầm mắt của Lâm Nham, một đệ tử nội môn. Lâm Nham đề cao cách xử lý của Phương Hàn. Đổi lại thì anh cũng phê phán Diệp Nam Thiên vô liêm sỉ khi đè đầu đệ tử nội môn, ly gián tình tỉ muội. Diệp Nam Thiên ra sức lôi kéo Lâm Nham, nhưng với tính ngay thẳng thì anh chỉ muốn dùng thực lực để giải quyết hơn là dùng âm mưu quỷ kế. Trong khi đó, Diêm dựa vào số huyết tinh Phương Hàn lấy được nên mượn nước thánh Hoàng Tuyền dung hợp Thiên Lang Yền với ma ỷ huyết miên tạo thành chiến giáp Thiên Lang. Cùng lúc đó, khi tức pháp bảo thuần dương xuất hiện, dựa vào ánh sáng, Diêm xác định là pháp bảo của quần tinh môn. Biết có liên quan tới sư phụ Bạch Hải Thiền, Phương Hàn lập tức xuất phát tìm hiểu. Tại đây, Tinh Vân Bảo Bảo đang dùng vòng ngũ tinh nhật nguyệt để chống cự lại một nhóm quái thú. Mà Lâm người cầm đầu đám quái thú xuất hiện. Cô sử dụng vũ khí là một thanh âm sát ma đao. Đặc biệt khuôn mặt của Ma Lâm vô cùng giống Hồng Di. Tinh Vân Bảo Bảo thì phấn khích cho rằng cha đã phái đại tướng đến cứu. Ma Lâm phô diễn sức mạnh khi một đao giải quyết con rối của Phương Hàn. Tại trường giáo điện Vũ Hóa Môn, Phong Bạch Vũ trường giáo tập trung các đệ tử chân truyền để chuẩn bị cho Sơn Hà Bảng thi đấu. Quay về thế giới dưới lòng đất, Ma Lâm dễ dàng đánh bại những con rối Phương Hàn gọi ra. Phương Hàn xuất kiếm tấn công nhưng chênh lệch thực lực quá nhiều nên cậu nhanh chóng bị Ma Lâm đánh lui. Nhân lúc Diêm đang hoàn thành con rối ma kiếm, Phương Hàn du nhập sát trụ đồng thời tung Thiên Long Bát Âm hóa giải đợt công kích. Trong khi đó, Nhĩ Thông và Mộc Minh mượn ẩn nặc phù ẩn thân để theo dõi Phương Hàn từ xa. Ở bên dưới, Phương Hàn hoàn toàn rơi vào thế yếu. Đúng lúc Ma Lâm tung đòn quyết định thì Diêm hoàn thành luyện chế. Sự xuất hiện bất ngờ của con rối ma kiếm ngay lập tức đã hóa giải Ma Lâm. Đứng trước hai mũi công kích, Ma Lâm khôn khéo đẩy lui Phương Hàn trước khi kiểm tỏa con rối ma kiếm. Tiếp theo, Ma Lâm phóng âm sát ma đao truy sát Phương Hàn. Trong tình thế nguy cấp, Diêm truyền pháp lực cho Phương Hàn ngăn chặn đồng thời thu hồi âm sát ma đao.
Malam bị phản phệ, sau đó trở thành mục tiêu tấn công của con rối ma kiếm. Phương Hàn nhảy xuống tham chiến, tuy nhiên, Malam vẫn giữ pháp bảo giữ mạng. Bị dồn vào thế chân tường, Malam phản kháng quyết liệt, nhưng một đấu hai nên cô một lần nữa rơi vào thế hạ phòng. Đám quái thú muốn trợ giúp Malam. Thấy vậy, Tình Vân Bảo Bảo phóng xuất vòng ngũ tinh nhật nguyệt đánh hạ. Thua thiệt đủ điều, qua đó Malam nhanh chóng bị Phương Hàn khống chế. Thay vì đoạt mạng Malam, Diêm lại đề nghị Phương Hàn thu phục cô. Ngoài ra, Diêm còn cho biết vòng ngũ tinh có thể tăng tốc độ tu luyện Diêm La Kim Thần. Phương Hàn lập tức cự tuyệt bởi cậu không thể cướp đồ của một đứa trẻ. Tình Vân Bảo Bảo đi tới giới thiệu tên tuổi và được Phương Hàn tặng huyết đan. Nghi ngờ thân phận Tình Vân Bảo Bảo không tầm thường khi phỉ thúy ngọc thanh đan quý giá. Thế nhưng với cậu chỉ là kẹo hồ lô nên Phương Hàn dùng huyết đan để thăm dò. Thực chất, cha Tình Vân Bảo Bảo là trưởng giáo của quần tình môn. Nhiều năm trước, ông đã tu luyện đến trường sinh bí cảnh. Phương Hàn sau đó hỏi mượn vòng ngũ tinh nhật nguyệt và được Tình Vân Bảo Bảo chấp nhận. Trước đó, Tình Vân Bảo Bảo phát hiện ra một hàng đá có rất nhiều cục đá lấp lánh nên cậu đề nghị dẫn Phương Hàn đi xem. Nhĩ Thông và Mộc Minh thì quyết định bám theo Phương Hàn đến cùng. Lúc này Malam đã bị Diêm trói lại ở bên trong sau phục Hoàng Tuyền Đồ. Tại đây, đốm sáng màu đỏ một lần nữa xuất hiện. Diêm cố gắng tìm hiểu nhưng đốm sáng bất ngờ lại chui vào trong đầu Malam. Malam tỉnh lại, cô thú nhận bản thân là địa ma quốc công và yêu cầu Diêm thả người. Nhận thấy thái độ bất mãn của Malam, Diêm giới thiệu về không gian họ đang ở, đồng thời tiết lộ Phương Hàn chính là ma đế đời tiếp theo. Malam không tin, hơn nữa cô còn sử dụng ma công dụ dỗ Diêm truyền lại đạo thống của Hoàng Tuyền Đại Đế. Chỉ là với đạo hạnh của cô hiện giờ chưa đủ để tác động với Diêm. Cuối cùng, Diêm gieo vong tình phù vào Malam cùng lời cảnh cáo. Chỉ cần ta khẽ động niệm, ngươi sẽ biến thành cải xác không hồn. Thế nên, ngoan ngoãn làm thị nữ của Phương Hàn đi. Ở bên trong hang đá, con rối ma kiếm canh chừng cho Phương Hàn tu luyện. Bên trong Hoàng Tuyền Đồ, Diêm đốt cháy pháp tinh ngọc thạch để nấu sôi Hoàng Tuyền Thủy. Điều này làm Phương Hàn chịu nỗi đau thịt nát xương tàn. Ngoài ra, Diêm cũng phát động vòng ngũ tinh để Phương Hàn rèn luyện. Sự kiên trì nhẫn nhịn của Phương Hàn rất nhanh đã phát huy tác dụng khi cậu thành công đột phá lên bí cảnh thần thông tầng thứ nhất, cảnh giới pháp lực. Ở cảnh giới này, Phương Hàn có thể chuyển hóa tinh thần thành pháp lực. Chứng kiến cảnh tượng trên làm Nhĩ Thông và Mộc Minh sợ hãi. Chúng cố gắng giữ im lặng nhưng sau cùng vẫn bị Phương Hàn phát hiện. Phương Hàn sau đó trực tiếp đánh ngất hai kẻ nhìn trộm, đồng thời trả lại vòng ngũ tinh cho Tình Vân Bảo Bảo. Cùng lúc đó, phu nhân tinh chủ xuất quan nên đã thông qua vòng ngũ tinh hỏi tội con trai lén trốn ra ngoài. Biết Phương Hàn đã cứu Tình Vân Bảo Bảo, phu nhân tinh chủ tặng cậu một viên tinh đấu tụ pháp đan hỗ trợ củng cố cảnh giới. Trước khi trở về, Tình Vân Bảo Bảo nói nhỏ với Phương Hàn, đợi ổn rồi, ta lại đến tìm huynh trời. Cuối cùng, phu nhân tinh chủ hy vọng quần tiên đại hội 5 năm sau có thể gặp mặt. Xác định lúc trước xử lý di cốt Bạch Hải Thiền sư phụ quá qua loa, Phương Hàn muốn nhanh chóng chuyển di thể vào bên trong sau phục Hoàng Tuyền Đồ. Còn về Nhĩ Thông và Mộc Minh, Phương Hàn đánh thức bọn chúng để giữ mạng nên hai người khai ra kẻ đứng sau là Diệp Nam Thiền. Phương Hàn tha mạng cho Nhĩ Thông và Mộc Minh cùng điều kiện ở bên cạnh Diệp Nam Thiền làm tai mắt. Để chắc chắn hai người không phản bội, Phương Hàn gieo phù điều khiển sống chết của đối phương trong một ý niệm. Ngoài ra, cậu còn ban thưởng hai thanh tật phong ma đào cho Nhĩ Thông và Mộc Minh. Điều này làm bọn chúng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Ngay khi Nhĩ Thông và Mộc Minh rời đi, Diêm đưa Malam ra ngoài. Vừa mới mở lời, Malam đã gọi Phương Hàn là đế quân. Hành động đó lập tức làm Phương Hàn phải chấn chỉnh lại, bởi người khác biết cậu tự xưng đế quân thì sẽ dẫn tới họa sát thần. Hơn nữa, Phương Hàn cũng đổi tên Malam thành Phương Tiểu Lâm. Diêm sau đó biến Tiểu Lâm thành Hồng Di làm Phương Hàn đứng hình. Ngoài mặt phục tùng, tuy nhiên, Tiểu Lâm vẫn muốn truyền tin của sao phục Hoàng Tuyền Đồ về tông môn. Phương Hàn và Tiểu Lâm dừng chân ở một quán ăn ở tỉnh Long Uyên. Tại đây, hai người liên tục được bồi bàn giới thiệu Phương gia vừa sản sinh một tiền nhân. Đột nhiên, Phương Hàn nghe được tiếng roi vọt bên ngoài nên ra kiểm tra. Cảnh tượng trước mắt không ngừng làm cậu nhớ lại hình ảnh bị đánh đập sỉ nhục trước đây. Tiểu Lâm thì nghĩ rằng đó chính là số phận, còn Phương Hàn lại có suy nghĩ khác. Cậu xuất thân thấp kém nên cố gắng chăm chỉ hơn đám đệ tử Phương gia gấp nhiều lần và giờ đã bắt đầu có thành tựu. Điều đó chứng minh con người có thể thay đổi số mệnh. Phương Hàn tự nhủ mình phải tạo lại luân hồi, mở ra một đại đạo thông thiên mà sinh linh vạn vật có thể dung nạp. Lời này vô tình lọt vào tai một ma tu mang nón lá.
nhìn ra đối phương có khí tức ma đạo nên Phương Hàn và Tiểu Lâm lập tức đuổi theo. Giữa đường hai người bắt gặp Ngũ Ngục Vương Đỉnh là bảo khí tuyệt phẩm của Thiên Tuyệt Tông. Phương Hàn nhanh chóng tìm tới nơi cất giấu thi thể Bạch Hải Thiền và bất ngờ bên trong lại trống rỗng. Liên kết lại hai sự kiện Ma Tù Nón Lá và Ngũ Ngục Vương Đỉnh, Tiểu Lâm nghi ngờ thi thể đã bị ma đạo đoạt đi. Cô dụ dỗ Phương Hàn cướp lại. Vậy nhưng Phương Hàn sớm đã nhận ra đó là âm mưu của Tiểu Lâm khi muốn làm bí mật về gia phục Hoàng Tuyền Đồ bại lộ. Tại Vũ Hóa Môn, Nguyệt Nhi đang ngồi đánh đàn thì bất ngờ bị đánh lén. Người xuất thủ không ai khác ngoài Long Huyền. Nguyệt Nhi nổi giận dùng tính đàn phản kích, nhưng tất cả chiêu thức của cô đều bị Long Huyền hóa giải một cách dễ dàng. Đây cũng là bài học mà Long Huyền chỉ dạy để Nguyệt Nhi tiến vào nhục thân thập trọng trước khi đấu Sơn Hà Bảng. Long Huyền sau đó cho Nguyệt Nhi nghỉ ngơi nửa ngày, đồng thời yêu cầu cùng đến chỗ Phương Hàn. Trở về tông môn, Phương Hàn không muốn báo bản thân đã tấn thăng chân truyền, vì cậu có công khai thì cũng chỉ là một tên chân truyền bình thường. Diệp Nam Thiên nhiều lần khiêu khích, đó chính là cơ hội để Phương Hàn lập uy. Do căn cơ còn thấp nên Phương Hàn gặp khó khăn trong việc luyện hóa dược lực bá đạo của tinh đấu tụ pháp đàn. Thấy vậy, Diêm trực tiếp hỗ trợ Phương Hàn hấp thu. Nhân cơ hội Phương Hàn đang bận, Tiểu Lâm lẻn ra ngoài truyền tin. Cùng lúc đó, Nguyệt Nhi và Long Huyền đến chu sơn của Từ Điện Phòng. Nghi ngờ có người theo dõi, Nguyệt Nhi khiêu khích Tiểu Lâm ra mặt. Không tin Phương Hàn có thị nữ, Long Huyền muốn đưa Tiểu Lâm đi gặp Phương Hàn xác nhận. Tiểu Lâm từ chối nên cô và Long Huyền dùng vũ lực nói chuyện. Tiểu Lâm là ma tộc nên Nguyệt Nhi có thể đã gặp nguy hiểm nếu Phương Hàn không kịp ngăn cản. Phương Hàn vì thế mà trúng một chưởng từ Long Huyền. Cậu giả vờ trọng thương để che giấu thực lực. Hóa giải hiểu lầm xong, Phương Hàn dẫn mọi người vào trong phủ đệ. Long Huyền muốn tặng Phương Hàn đan dược trị thương nhưng hiện giờ cậu đã thần thông bí cảnh nên ra sức từ chối nhận. Phương Hàn chỉ nhận lấy sau khi Nguyệt Nhi thêm lời. Trong khi đó, Thanh Vi đến trước cổng Tiểu Tiên giới thúc giục Thành Tuyết xuất quan. Thanh Vi cho biết mình quản lý Từ Điện Phong và đã lôi kéo được một số đồng minh. Thành Tuyết lập tức phản đối. Theo cô, đại đạo tranh phong chỉ có tự thân cường đại mới có chỗ trong tiền đạo. Đặc biệt, Thanh Tuyết còn cho rằng Phương Hàn là người có triển vọng trở thành chân truyền nhất trong Từ Điện Phong. Điều đó làm Thanh Vi bất mãn, cô cãi ngược lại làm Thanh Tuyết lắc đầu thất vọng. Sau khi Long Huyền và Nguyệt Nhi rời đi, Phương Hàn mới xử lý hành động vừa rồi của Tiểu Lâm. Theo Phương Hàn, nếu không phải dung mạo ngươi giống một người bạn cũ của ta thì sớm đã chết rồi. Cuối cùng, Phương Hàn cảnh cáo không có lần sau.